Thường trực huyện ủy Yên Mô vừa tổ chức đối thoại với cán bộ hội viên phụ nữ với chủ đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tại buổi đối thoại, các câu hỏi, ý kiến, kiến nghị của cán bộ hội viên phụ nữ huyện tập trung vào các nhóm vấn đề, việc thực hiện quy định có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, việc đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, chính sách đối với cán bộ hội dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, công tác phát triển đảng viên nữ, chính sách vay vốn, hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, hỗ trợ phụ nữ làm sản phẩm ô cốp, phụ nữ khuyết tật học nghề, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng. Những câu hỏi, kiến nghị đã được Thường trực huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trả lời cụ thể. Đối với những vấn đề cần có thời gian xem xét giải quyết, Thường trực huyện ủy giao các cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết thấu đáo, kịp thời đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên phụ nữ. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền huyện sẽ tiếp thu đầy đủ và chủ động tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đối thoại là một trong những hoạt động thiết thực của Thường trực huyện ủy Yên Mô trong thực hiện quy định số 11 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.